Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện áp Tải ngay Avezac Xin chào các em Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 Bài học ngày hôm nay cũng chính là bài học cuối cùng trong chương trình tiếng Anh lớp 5 của sách giáo khoa. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là Short Story Cat and Mouse 4 Chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện giữa các bạn mèo và các bạn chuột Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 72 và 73 nào Như các em có thể quan sát thấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà mình đã học thông qua 6 hoạt động. Và hoạt động đầu tiên của chúng ta đó chính là read and listen to the story. Hãy đọc và nghe câu chuyện. Chúng mình hãy quan sát cho cô vào tất cả các bức hình của bài tập số 1 và đoán xem là các em có nhớ được các nhân vật trong câu chuyện này là những ai không nhé? Chúng ta có 3 nhân vật xuất hiện trong câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên, đó chính là bạn Mill. Tiếp theo là bạn Chip. Và cuối cùng, bạn nhỏ xuất hiện trên màn hình máy tính mà các bạn ấy sẽ nói chuyện online. Đó là bạn... À, đó là Mary. Các em có nhớ được cả ba nhân vật này không nào? Bây giờ, chúng mình hãy nhìn vào câu chuyện và nhìn vào các lời thoại. Cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta một lần nhé. Hello, Chit. What are you doing? I'm talking to my cousin Mary in America. Hello, Mary. Do you remember me? Hello, Miu. Yes, of course. I remember you. How are you? I'm very well. Are you in New York? No, I'm on vacation. Where are you? I'm in Miami, in Florida. Which one is nicer, New York or Miami? That's a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theaters and cinemas and museums. But Miami is warmer and I like going to the beach. I see. Nice to talk to you, Mary. Bye. Bye. It was nice to talk to Mary. Was it? I didn't talk to her. như vậy là cuộc nói chuyện chính giữa ba bạn này thì chủ yếu là cuộc nói chuyện giữa bạn Mew và bạn Mary còn bạn chip thì chưa nói được gì mấy với người anh em họ của mình cả thì bạn Mary bạn ấy đã chào tạm biệt rồi và bây giờ chúng ta sẽ được nghe câu chuyện này thông qua cuộc ghi âm của sách giáo khoa các em nhé. Page 72 Short Story Cat and Mouse Part 4 Activity 1 Read and listen to the story. Hello, Chit. What are you doing? I'm talking to my cousin Nick. Hello, Mary. Do you remember me? Hello, Mew. Yes, of course I remember you. How are you? I'm very well. Are you in New York? No, I'm on vacation. Where are you? I'm in Miami, in Florida. Which one is nicer, New York or Miami? Oh, uh, that's a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theaters and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach. I see. Nice to talk to you, Mary. Bye. Bye. It was nice to talk to Mary. Was it? I didn't talk to her. End of CD 2B. Chúng ta vừa nghe xong cuộc trò chuyện giữa ba bạn. Bây giờ, hãy cùng cô dịch câu chuyện này sang tiếng Việt nhé. Xin chào Chit, bạn đang làm gì vậy? Mình đang nói chuyện với em họ của mình là Mary ở Mỹ. Xin chào Mary, bạn còn nhớ mình không? Xin chào Miu, tất nhiên là nhớ rồi. Bạn thế nào? Mình rất khỏe. Bạn đang ở New York à? Không, mình đang đi nghỉ mát. Mình đang ở Miami của Florida. Cái nào thì đẹp hơn, New York hay là Miami? Ồ, oh, đó là một câu hỏi khó đấy. New York thì thú vị hơn có nhiều nhà hát dạp chiếu phim và viện bảo tàng nhưng mà miami thì lại ấm hơn và mình thích đi tắm biển mình hiểu thật vui vì được nói chuyện với bạn mary tạm biệt tạm biệt thật vui vì được nói chuyện với mary vui à mình không được nói chuyện với cô ấy đó là nội dung câu chuyện. Bây giờ trước khi kết thúc hoạt động số 1, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại câu chuyện này, theo dõi nó và cố gắng là ghi nhớ nội dung của câu chuyện để làm các hoạt động tiếp theo nhé. Page 72. Short story. Cat and mouse. Part 4. Activity 1. Read and listen to the story. Hello, Chit. What are you doing? I'm talking to my cousin Mary in America. Hello, Mary. Do you remember me? Hello, Mew. Yes, of course I remember you. How are you? I'm very well. Are you in New York? No, I'm on vacation. Where are you? I'm in Miami, in Florida. Which one is nicer, New York or Miami? Oh, uh, that's a difficult question. Is more interesting than Miami. There are lots of theaters and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach. I see. Nice to talk to you, Mary. Bye. Bye. It was nice to talk to Mary? Was it? I didn't talk to her. Bây giờ thì chúng mình sẽ kết thúc hoạt động số 1 và mình sẽ đến với hoạt động số 2. Answer the questions. Hãy trả lời cho các câu hỏi. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi có liên quan tới câu chuyện vừa rồi. Và đây đều là những câu hỏi rất là dễ. one What is Cheat doing? Bạn Cheat đang làm gì vậy? Để trả lời được câu hỏi số 1 này, chúng ta sẽ nhìn cho cô vào bức hình đầu tiên nhé. Trong bức hình số 1 này, thì khi mà bạn Miu hỏi bạn Cheat là What are you doing? Thì bạn Cheat đã trả lời I'm talking to my cousin Mary in America. Bạn ấy đang nói chuyện với một người em họ, đó là bạn Mary ở nước Mỹ. Như vậy, câu số 1 này chúng ta sẽ trả lời như sau. Cheat is talking to Mary. Cheat đang nói chuyện với Mary. Câu hỏi số 2, Where does Mary live? Bạn Mary sống ở đâu? À, câu này thì câu trả lời cũng đã nằm trong bức hình vừa rồi chúng ta vừa theo dõi. Đó là bạn Mary sống ở Mỹ. She lives in America. Hoặc là cụ thể hơn, các em có thể nêu rõ tên thành phố, đó là New York. Câu hỏi số 3. Is she at home now? Cô ấy có đang ở nhà bây giờ không? Để trả lời được câu hỏi số 3 này, nếu như bạn nào không nhớ, các em có thể nhìn cho cô vào bức hình số 3 nhé. Trong bức hình số 3, khi mà được bạn Mew hỏi là Are you in New York? Cậu đang ở New York phải không? Thì bạn Mary đã trả lời No, I'm on vacation. Không, mình đang đi nghỉ mát. Như vậy là bạn ấy có ở nhà không? No. Chúng ta sẽ trả lời No, she Isn't. Chúng ta đến với câu hỏi số 4 What does she like about New York? Cô ấy thích gì ở New York? Để trả lời được câu hỏi số 4 chúng mình sẽ nhìn cho cô vào bức hình số 5 Trong bức hình này thì bạn Mary đang miêu tả về về New York, đúng rồi Và em nói là New York thì thú vị hơn là Miami Có nhiều nhà hát, dạp chiếu phim và viện bảo tàng Đây chính là những điều mà bạn Mary thích về thành phố New York Chúng ta sẽ quay trở lại để trả lời cho câu hỏi số 4 She likes theater cinema and museums. Câu hỏi số 5, What does she like about Miami? Cô ấy thích gì ở Miami? Câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhìn lại cho cô vào bức hình số 6 nhé. Bạn Mary nói rằng But Miami is warmer and I like going to the beach. Ở Miami thì ấm hơn và bạn ấy thích đi biển. Như vậy cái lý do mà bạn ấy thấy thích ở Miami đó là à đó là biển. She likes the beach. Ok. Vậy là chúng ta đã trả lời xong năm câu hỏi của bài tập số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ đến với hoạt động số 3 nhé. Trong hoạt động số 3 này thì chúng ta sẽ cần phải sắp xếp lại các ký tự để được những từ trong câu chuyện. Cả năm từ mà chúng ta cần phải sắp xếp lại này thì đều đã xuất hiện trong bài tập số 1 rồi. Và các từ này thì có từ chúng ta biết rồi và cũng có từ có thể là các bạn chưa biết đấy từ đầu tiên có các ký tự như sau b e e m e m r r từ này cô nghĩ là các bạn đã đoán được rồi đó là remember remember mang nghĩa là nhớ tiếp theo từ số 2 C O N V A T I A gợi ý một chút cho các bạn, từ này đã xuất hiện trong bức hình số 3. À, đó là vacation. Các bạn còn nhớ từ này cô đã giải thích nghĩa nó có nghĩa là gì không? À, nó là kỳ nghỉ. Tiếp theo, C. Chúng ta có các ký tự F I D C U L F I T. Đây là một tính từ xuất hiện trong bức hình số 4 nhé. Đáp án của chúng ta đó là difficult. khó Sang tới từ số 4. Chúng ta có các ký tự H E A R T S E T. Từ này xuất hiện trong bức hình số 5 và nó là những câu mô tả về thành phố New York. À, từ này là theaters. Nhà hát và từ cuối cùng R A W R E M Từ này thì lại xuất hiện trong câu mô tả về Miami Đó là warm Từ này nó là dạng so sánh của warm Có nghĩa là ấm áp. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần phải hoàn thành trong hoạt động số 3. Bây giờ ta sẽ đến với hoạt động số 4. Yêu cầu của hoạt động này đó là Read and Complete. Hãy đọc và hoàn thành bài tập này thì có khác so với những bài tập đọc và hoàn thành trước đó là ở bài này chúng ta không được cho sẵn các từ để lựa chọn điền vào các ô trống mà mình phải sử dụng trí nhớ và kiến thức của mình để hoàn thành được cuộc hội thoại này trước tiên thì chúng mình sẽ nghiên cứu một chút về các câu có sẵn, sau đó nghiên cứu tới đâu thì mình sẽ hoàn thành các ô trống tới đó nhé. Đây là một cuộc hội thoại ngắn giữa bạn A và bạn B. Bạn A nói trước: Do you live in the capital city? Bạn sống ở thủ đô có phải không? Bạn kia sẽ trả lời: No, I gì nhỉ? À, ah, no, I don't. Mình không. I live in a smaller town. Mình sống ở một thị trấn nhỏ. Which one is nicer? Cái nào thì đẹp hơn? Draw dot 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 or the capital. Ở đây, bạn A đang muốn so sánh hai đối tượng xuất hiện trong cuộc hội thoại. Đó là thủ đô và thị trấn. Như vậy, thủ đô đã xuất hiện rồi. Thì ô trống còn lại của chúng ta sẽ là thị trấn your town My town is nicer, it's smaller and dot 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 peaceful. Thị trấn của mình thì đẹp hơn, nó nhỏ hơn và yên bình hơn. Ở đây peaceful là một tính từ dài cho nên ta dùng more. Do you like the capital city? Bạn có thích thủ đô không? Yes, I do. But it's much more interesting than my town. Có chứ, nó thú vị hơn là thị trấn của mình. Would you to live there? Bạn có làm sao? À, bạn có muốn sống ở đó không? Would you like? Not really không thực sự là muốn lắm đó đó là nội dung của bài tập số 4 bài tập số 5 chúng ta sẽ có một bài thực hành nói theo cặp nói về kỳ nghỉ trước của em vậy thì hoạt động này các em sẽ chuẩn bị ở nhà và trình bày ở trên lớp nhé bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động cuối cùng đó là bài tập 6 Hãy đọc và nối Chúng ta có 5 câu hỏi và 5 câu trả lời. Nhiệm vụ của mình là nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng. 1. Is your town smaller than the capital? Thị trấn của bạn nhỏ hơn thủ đô có phải không? Chúng ta sẽ trả lời yes, it is hoặc no, it isn't. Và đáp án của chúng ta trong số 5 câu trả lời này sẽ là yes, it is một ta nối với C. Tiếp theo, câu số 2, Do you like living there? Bạn có thích sống ở đó không? Chúng ta sẽ trả lời yes I do hoặc no I don't. Như vậy trong số 4 câu còn lại này, ta sẽ chọn yes I do là câu trả lời phù hợp. Câu 2 ta nối với i. Câu hỏi số 3 Why do you like it? Tại sao bạn thích nó? Câu này hỏi chúng ta về lý do Vậy thì nó sẽ bắt đầu với Because Đáp án của chúng ta là A Because it's peaceful Bởi vì nó thanh bình Câu hỏi số 4 Would you like to live in the capital? Bạn có muốn sống ở thủ đô không? ta sẽ trả lời với Yes, I would hoặc No, I wouldn't hoặc Yes, I'd love to vân vân những câu trả lời mà mang ý nghĩa là suy nghĩ của chúng ta vậy thì ta sẽ chọn No, I wouldn't không mình không thích mình không muốn và câu cuối cùng đương nhiên năm ta sẽ nối với D Why not Tại sao không? Because it's too noisy. Bởi vì nó quá ồn ào. Vậy là chúng ta đã nối xong 5 câu hỏi và 5 câu trả lời cho hoạt động số 6 rồi. Hoạt động này thì cũng đã kết thúc phần ôn tập của chúng ta. Cô rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý của các em với bài học. Chúc các em học tốt. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt Zack